mucha gente số con xây đây em vừa bùng lên cho em bận rào rất nhanh lắm. Mình toàn cà phê. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video ẩm thực tiếp theo trên kênh Sapa TV. Nay Hải lại mời các bạn đi cùng Hải đi chợ phiên nhé. Chợ phiên này phải đi sớm mới có nhiều món ăn các bạn ạ. Sớm quá đâm ra mọi người cũng vẫn chưa ra mấy. Ơ quả này quả gì nhỉ? Quả này quả gì đấy em? Quả rừng. Quả rừng á? Quả này lạ nhỉ? Rơi hết của em ấy. Nhưng mà bán theo chùm mà hay nào? À, quả này để ăn à hay ngâm rượu? Để ăn à? Ăn kiểu gì? Ăn như thế thôi. Cứ thế này bóc ăn luôn à? Anh ăn một quả đi. Có mất tiền không? Đó. Ồ à. Mua đi. Mua. Ừ. Nhớt nhớt à? Nhớt nhớt. Quả này như kiểu quả trứng cá ấy nhỉ? Kiểu kiểu ấy. Nói anh cảm ơn. À, củ cải này, củ kiệu này. Hồng. Hồng này bán thế nào đây ạ? 30.000. Hồng này là hồng ăn luôn à? Hay là vẫn phải phải ngâm? Chín cây, hồng này ngâm. À, hồng ngâm à? Chín cây đây. Chín cây à? Hồng giòn, hồng giòn này hồng hạt đúng không? Không, tất cả là không hạt hết. À, hồng này hồng giòn, hồng ngâm mà. Vâng. 30.000 cân à? Vâng. Lấy hết thì tính như nào ạ? Lấy hết thì mất được một tí. Dạ. Dạ ăn rồi. Vâng rồi, tí nữa ra, đi vào chợ đó. Ngon nhỉ hồng. Tôi có mới bay đây để hắn mất chụp ảnh để hắn bê ảnh mất chụp ảnh chụp 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 đây là thịt lợn là cô? Chào người đẹp nhá. Tôi chịu ông Hải rồi. Chịu chưa? Chịu rồi. Anh đừng quay vào ngon nhỉ.
Mặt em xinh nếu mà không quay ví đấy. Cho anh mặt em lên chứ bộ ai. Cho anh mặt em lên chứ bộ khổ. Hai mặt đấy xinh. Xinh lắm. Tất đi. À, kẹo thì nó ngon nhỉ. Ừ, ngon đấy. Bây giờ mới cho vào để luộc. Nào, nó nắp thịt rồi. Cô đang cho nước chua vào món ốc đậu bạn nhé. Nước chấm ở trên vùng cao này thì sẽ ớt dã ra thôi bạn nhé. Giảm mấy muối này. Muối ớt, cho tí mì chính luôn nhé. Ngon lắm, cay ngon. Không làm tí thịt được không? À thế ạ. Phê. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Để ăn chế thôi. Thế thì ăn luôn quá. Đi nhiều nơi nhưng mà không ở đâu đồ ăn ngon bằng chợ phiên. Đâu có dày ngon. Có cả chế à? Ừ. Chế ngon. Chế dạ dày. Chế dạ dày đều ngon. Ở đây anh em thích ăn gì thì đến cắt à? Đây là ăn với cơm hay kèm với phở hả bác? Phở. Ăn phở. Một làng 30 làm 10.000 phở nữa là thơm nhỉ? Thế thôi. Khu vực bên này thì mọi người vẫn chưa cho hết đồ ra. Giờ vẫn đang ninh luộc ở phía trong kia. Ta đến nè. Giờ đen này các bạn ạ. Coi đấy chứ phải. Đấy. Đấy, đen này. Đây, đen. Trang trí nó đẹp tí không? Đấy. Tím này. Rồi, kia. Gà đen này đúng không? Gà đen này. Gà đen, gà trắng. Gà vàng. Tim này. Tim này. Ô, nhưng mà cái này luộc hình như hơi kỹ thôi đúng không? Chế em ngon. Phải chín này. Ăn chín đúng sôi đúng không? Chào. Ăn sushi ngon không? Kiểu bé bé mà đi chợ được bố mà mua xúc xích cho ăn ấy sướng nhỉ. Đúng kiểu ngày xưa mình ấy. Có cái gì mà được ăn nhỉ. Ừ. Còn không được đi chợ nữa đấy. Ăn cái gì mà ăn. Chú nào đi. Ôi mày nhận rồi thì em làm rồi. Cái lúc quay cái tên nó sợ nhỉ? Anh biết không? Anh sợ 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 không? Anh nước cãi lộn. Cho tí rượu và nước cãi lộn. Vâng, con chưa thái của em. Đã đưa đây. Vâng, ăn cái đấy à? Cho em muốn rào. Làm rất nhanh đây.
Chỗ này này, chỗ này ngon này. Không, em ăn cơm gì ạ? Kiểu lợn như thế mới ngon. Con ăn cơm toàn là uống rượu thì nó gai còn gì nữa. Món này cũng ngon lắm này, thịt thơm con giò này thơm lắm, toàn lợn đen cho à. Cứ lấy kiến mại 1-2 miếng cũng được mà, có gì đâu nhỉ. Cái mấy chị cha hả? À? Khẩu trang thật không á? 50.000 đấy. Hả? 50.000 đấy. Mấy chị chín nước mà cùng chứ mà. Chà. Gà này ngon đấy nhỉ? Gà ngon mà. Cho cái đùi. Hai cái đùi à? Đùi cho hai cái đi. Thôi chú Phong vẫn chưa ăn cái gì đi. Cái này bọn nó cho nhìn luôn à? Ba vừa vừa. Ê ô, chị lấy hẳn con dao dựa ra. Ăn luôn à? Ăn luôn. Có tí này có tí nếp mà nè. Ủa chứ chụp mày đấy chợ này mỗi chú là mời được anh Hiền Nhân Sáng anh đến người bắt nhời. Chân, con cái này chân thôi chặt gà làm gì? Anh lấy gì rồi? Rồi lấy lòng với lại cho cái đùi gà. Đùi gà làm gì? Không, có lấy chết đấy. Có quả cũng được. Đâu? Mà này. Chai mít dây cái chai táo mèo nhà đi, tiệm nhà ngon lắm nhưng mà em đi trên xe nghe nó nói quá nhỉ. Các chú này mới Huynh ấy, mới Huynh ấy. Trần đi, Trần đi. Không nào được rượu ngô. Đâu? Mấy giờ bán hàng rồi về. Tối đấy đi kiếm xe là phải hạt thác vào. Dạo cái hai thằng em ơi. Đây mấy anh em. Vẫn là không mau gấp được không mà nó cầm lên rồi đó bà. À, lâu rồi.
Ở bên dưới đi là nó bụng. Đây thì nó gọi là sắp tim luôn. Đi Nga hết hết bún rồi. Hai anh em cùng với hai bà chạy là không nít trên phân nữa, có lẽ là lao. Cô ngon không ăn thịt lợn nhỉ? Em mời cha. Gà này ngon nhỉ? Đúng Quỳnh, đúng Quỳnh. Hai phở gót giòn. Cho nhanh được. Sáng tuần sau thì không ngồi đấy để báo tin. Tuần này thì cứ bảo bán là cho bạn ngồi nhờ ba nào. Ôi anh Quỳnh Quỳnh bắn nét vào người bây giờ ngồi đấy. Bắn nét vào em phải bắt đền miếng này. Vừa đô. Cái này rồi bố, cái hoa quả cũng vẫn cái cọc đi. Đẹp. Có đấy thì rán qua cho xong nhà nó lốt. Mỗi ông phải hết cân. Này, nếu như con cải hoa quả bằng này nhá, con phải con tầm đôi ba củ. Cái trên này tất tầm đầy. 12 cân. Eo còn baby luôn mà, Para. Mấy chân phở con à? Hả? Anh kèm dưới 1 gà đi. Anh ngáo cải hoa quả của nó 1 triệu. Thì từ nãy giờ các bạn ạ, thì cũng tìm được một miếng trễ. Mình xin phép cầm tay vì lý do là mình mua rồi. Cái này là để mình chống vật các bạn ạ. Thứ tí nữa mình có vài người bạn nữa lên thì ăn cùng, nhưng mà bây giờ vật quá rồi. Bỏ cái này ra oánh chén trước đó. Đây các bạn ạ, giờ mình thấy phèo ngon quá nên là phải chống vật. Nước chấm ở đây thì vẫn là muối ớt thôi. Muối ớt và họ cho một chút cái hành các bạn ạ. Đấy, ngon chưa? Rồi, mời cả nhà nhá. Mình tìm mấy cái chế hơi muộn, đâm ra còn ít quá. Mời các bạn ạ. Mình to ở phê. Ngon chú. Làm cái trái rượu nữa. Không, hú rượu không? Đang, cái này sẽ hú rượu. Không ăn mắt đấy. Đây cho trái rượu nha. Không. Sợ chú không ăn, chú không ăn mắt đấy. Ngon quá. Đúng rồi. Chống vật nó hát sướng. Sướng cả cái mồm luôn ạ. Nó lan tỏa trong cái mồm ấy. Chơi rất là giòn. Không hiểu người ta luộc cái kiểu gì mà giòn ngon lắm. Ngon. Nó giòn. Có ít đâm nào phải ăn rè. Thế rồi. Vừa rồi chống mặt một tí. Đây, cắt đây nhé. Nhưng mà chưa thấy bác nói gì, bác tặng anh chúc lạng hay sao? Không nghe. Súng có đang mời này uống đi. Có em ạ. Có. Bộ óc này chị cho vào bát nước chấm cho em nhé. Vâng ạ. Em máy lạng nhỉ? Không, cái tay ở đây là cái tay là cắt rồi đấy. Đấy. Bỏ nước một tí nhá. Vâng. Đầy đủ cho em. Cái phần dày đấy, đấy. Cái miếng nén ở bên kia anh. Cái này nữa chưa? Thấy em miếng này nữa này. Đây là cái đầu bên này. Ờ, miếng mén, chờ tí chị đi lấy về. Đấy. Rồi. Hôm nay mình có vài người bạn lên các bạn ạ. Tâm ra là chị mời anh em ra chợ phiên và thưởng thức một chút cái ẩm thực ở chợ phiên đấy. Đây thì có
cân thịt thôi. Nghĩa là ra chợ phiên đấy các bạn, mình nhắc đi các bạn rồi, là các bạn thích ăn phần nào ấy thì các bạn chọn, hiểu chưa? Người ta không bắt là các bạn là phải ăn nọ kia. Đây, các bạn thích tai có tai, thích dạ dày có dạ dày, và thích cái gót giò kiểu gì thì ăn kiểu đó ra mà. Và cái này mình không phải Thái. Đây, cái để to đấy ăn nó mới sướng mồm chứ. Đấy, bán dày mà. Đúng rồi. Đấy, ông đi qua nhà em suốt. Ông đi qua bảo nhiều người cứ bảo là anh ơi, sao anh không thả ăn nó miếng nó bé bé thôi. Nhưng mà khổ lắm các em ạ. À, nhìn sướng không chịu được mà ăn miếng bé thì lâu hết lắm. Ôi Thái hàng thầy hiện nay. Đấy. Cái này miếng dày gì? Chơi. Cái này ăn ăn mấy miếng này nhá. Đây, lấy cho nó mấy miếng. Đây chụp đấy cho. Lấy nó mấy miếng lưỡi đây chị ơi. Bé ăn phở không? Thôi cả em bé kia đó, đưa cái bát cái em bé kia đây. Đưa bát đây, đưa bát đây, chú lấy thịt cho. Đưa đây, chú lấy thịt cho. Đưa đây, đưa cái bát đây đây. Đưa cái bát ở đó đây. À đây đây, xin lỗi chú lấy thịt cho. Đây đây, nó cả, này không có nó cả. Cho hết vào đây. Rồi. Nó ca, nó ca. Còn đây tưởng là dành cái bát của hắn đấy, đây là hắn đây khóc ấy. Khôn thật đấy. Cái này phải chần qua tí nhỉ? Không cần chần đâu. Đấy, cái nước dày dày mà Thái. Hai cái đi. Lấy hai cái. Có đá có dày như thế này nó kiểu sạch ghê. Chuyển một cái thôi mà. Cái to to là được. Quay nắng lên vài bữa nó xe nó giật đi. Chị cứ cho cái này xong rồi đổ nước vào cho em ấy nhá. Cho hai bát đi nhỉ. Ừ. À, rồi, hai bát đúng không? Vâng, em 4-5 người đấy chị ạ. Ngồi đây là người xem chương trình. Cho một chút cái hạt tiêu vậy là hành các bạn ạ. Xong rồi cho nước dùng vào thôi chứ mình không trần. Muối. Khổ lắm mà bát phải nắng lên mới bán được. Chứ bây giờ đã nắng đâu. Đây là ba nước chấm của mình nha. Muối, ớt. À, các bạn ơi, thì hôm nay mình đón tiếp hai anh em, ba anh em các bạn ạ, dưới Hà Nội lên, thủ đô lên đi. Ba Vì, Hà Tây, Ba Vì. Mời các bạn nhé, anh em tôi thì có một chút ẩm thực ở chợ phiên thôi. Không có gì nó cao sang. Anh em lên đây thì rất là chợ phiên và chén đó mà. Chắc là chắc là khâu nước ấu, thấy ra từ tắt không có đẹp bẻ ấu rồi. Là thí đổ. Đúng anh em, để đi anh em lau cho thật nhé. Đùa là anh em. Bố ơi, bố phân biệt cho con này chắc là như nào. Thôi em mời anh em. Em không uống rượu à? À lái xe đúng không? Cho cái chén để mời anh nhá. À cũng được, cho nó chén cho nó kiểu nó đỡ bị tủi thân đấy, khổ thân. Lái xe mà cũng giống như bạn mà... cameraman bên mình không đủ uống rượu bao giờ. Mình thì cũng xứ Hawaii thôi. À, quên đi. Trưa nay mình hôm nay mình ăn sáng ăn chợ phiên, trưa về Lào Cai anh em đi ăn món cá nhảy nhá. Ok. Hết đi. Cái này á. À. Cái đầu tiên làm cái đi. Đàng hoàng. À. Ui ngon. Cái này còn ấy không nhỉ? Có chứ. Ui. Mà. À. Chà. Bởi nha, bởi em nha. Giật hết cả mình. Cái đấy chặt làm bốn đấy nha. À, xin mời tất cả mọi người nhá. Mọi người nhá. Ở đây thì không có Xuân Hào Hải Vị đâu, chỉ có mặt lợn thôi.
mặt lợn, lưỡi lợn mới dạ dày các bạn ạ. Cái chấm này của nó ngon này nhỉ. Nước chấm này là nước chấm đặc biệt được pha bởi Sapa TV. Có cái gì đâu, đặc biệt đó là muối ớt rồi mà. Cho thì lá hành nữa. Rau sống ở đây nhá. Không nơi nào có luôn. Chỉ ở đây ngon. À, bốn nước. Đây rau dập cá mà. Thôi bổ làm đôi thôi, mỗi anh em cầm một cái. Cái rau gì đấy anh ạ? Rau là rau dập cá. Rau đây. Rau gì ấy? Rau này là rau... Trên này gọi là rau gì chị nhỉ? Rau húng. Đây. Rau húng, rau húng. Cái này à? Húng trắng này, cái này rau húng trắng. À. Cái này là dầu dầu xanh mùi lạ. Mà chấm với ớt này nó tăng độ cay lên 15 lần. Trước mình nói 8 lần, bây giờ tăng lên 10 lần, tăng 15 lần. Điều. Lợn này ngon này anh nhỉ? Giờ này là lợn đen, bà con nuôi ở dân dã. Nhìn anh Hải ăn sướng rồi. Ngon mà. Em mềm bóng nè. Rồi. Mỗi em một cái luôn anh. Ờ. Hay là ủa. Đặc biệt ở cái vùng cao này là cái móng này nhá. Này, móng này không bao giờ đốt mà ăn móng này nó mới thơm á. Đấy, cái móng này hay dã mời ấy. Nó có đốt thì không, không bỏ ăn đâu. Luôn này. Ăn luôn mà. Rồi, mỗi em cái nhá. Có phải chấm mời nhá. Đi. Rồi, mời anh em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Ngon, chấm không? Có cạnh cái. Giòn không? Giòn không? Quên uống rất rượu. Ây da. Ngon quá mày. Ngon lắm. Anh này là đang tí không muốn về quê đâu. Đang là ở luôn đây với anh Hải đấy. Ở trên này bọn anh nhìn thấy rồi. Ở trên này chỉ có mùi ngon, rượu ngon, rượu ngon. Ờ, và gái đẹp. Đấy. À, mời anh em cái đi. Đấy, chén em mà. Ờ, xin lỗi. Hết nha. Thế anh em mà uống ngon. Anh muốn rót em đầy đấy. Thôi mày về, mình về tới kia nó rất cho mình đầy mà. Thế này mình nhớ lắm. Ôi, sâu sâu đấy. Nhưng mà chưa hết đấy. Mùi nó kiểu gì? Rượu vô và ngon thắng hẳn. Rượu đặc. Nặng. Đây em cũng quen rượu gơm rồi kìa. À. Cái rượu này em bỏ ra nướng mực được không ạ? Tốt rồi. Ngon này. Ủa chấm. Ăn thật chất. Cay nó mới ngon. Được, thế này toàn trao đổi thôi. Dạ lợn thế này nó ngon đấy. Tại sao mà cái giá lợn đen nó đắt? Bởi vì là đây là nuôi tăng trọng. Dân họ nuôi dân xa này. Này mày gặp cái này ngon này. Ừ, anh cứ ăn thế nào để bọn em ăn đi. Gọi là quốc đó. Đấy. Nói mà móng này này. Ừ, móng này mới ngon. Ăn miếng. Anh ăn trước. Anh ăn trước đi. Má. Nói mà. Các bạn ơi, bọn này nó xem kênh của mình nhiều bạn ạ, không lừa nó. Nói chung là chúng ta là khi mà họ chế biến ấy thì họ chỉ tròn tròn. Họ đốt này nó thơm thôi, từ từ cái vỏ này ăn cũng được nhưng mà họ không ăn đâu. Rồi em bỏ. Kiểu cứ nghĩ lúc mà nó dám vào cái gì đấy hốt. Cay chà chà, quả nước chấm đúng cho thánh chà. Nước chấm không?
ngon đấy, cay ngon đấy. Thế quá hôm nay không ăn thằng bắp dưới đây nhỉ? Thằng bắp dưới vợ nó để con hả? Ừ, nó để không lên được. Có lẽ là bây giờ phải bắn chén nút này. Sau đây anh em mình cạch chén phát xong rồi kết thúc cái video tới đây nhá. Thằng nào còn long đen thì uống hết nhá. Mình còn phải ăn nữa các bạn ạ. Mấy hai bên kia chửi bậy ác quá. Nói chung là các bạn ạ, vừa nãy nói là kết thúc video mà bây giờ không thể kết thúc được vì này anh em Tú này vô tình lạc trôi cái chợ này các bạn ạ. Lạc hoạt động của anh Hải. Mời anh em nhá. Hết luôn nhá. Vâng. Phải nói đúng là lạc hoạt động của anh Hải. Đây. Chúng là ông đấy anh. Để cái thịt xích ở đây. Đây là củ của anh. Lấy về để bắt được thơm đi anh ơi. Nói chung là không giờ là chợ phiên là không có anh Hải. Chợ bị chín cơm rồi. Ăn đi anh em, ăn đi. Lợn ở đây là đỉnh nhất thiên hạ luôn. Chợ phiên này không bao giờ có chỗ nào lợn ngon bằng ở đây nữa rồi. Ngon hơn Bắc Hà luôn này. Chợ phiên Bắc Hà luôn. Cay thế. Nói chung là chợ này là chợ phiên đỉnh nhất. Rượu có hậu kìa. Nước chấm. Hôm giờ đặc biệt nói là anh cho em ngắt cái bóng là ai cũng về cũng hỏi em cái Vinh như thế nào rồi. Nhìn thấy mặt anh nguy hiểm. Mắm nhôm này hả? Hôm nào ăn nó bị ngon. Thế là cách quý với mời đúng không? Đấy là mấy người đấy ở cái mặt anh Hải lúc đấy nhìn ra nguy hiểm lắm. Không, biết gì đâu. Nhưng mà uống cái này mà nghiện trời là không có nó là buồn nôn đấy. Cái này một lít không tỉnh được đâu ấy. Ngoài chấm gió. Một lít chợ loại bình thường đi. Ăn nhanh tí ra chợ mua ít thịt nữa. Uống một chén rượu bắt đầu. Về nít còn cơm này. Cô cháu mì. Có nghĩa là con mời à, ông này là trước con mời một lần rồi gì nữa đúng không? Ông người ông người Mông. Con mời ông một chút thì con giả tiền ăn. Nói chi. Đây ông ngồi, hai ông ngồi đây. Đây. Lấy cho ông 100.000 thịt em. Đây hai ông ngồi đây. Này ngồi đây. Cứ để ngồi đây. Cái gùi này ông bán bao tiền? Đây là 70.000. 70.000 à, tôi mua luôn cho ông đỡ phải đi bán. Ông ngồi đây. Ông bán cái gùi kia gì đúng không? Thôi ngồi gùi không bán nữa, không bán nữa này. Có cái gùi anh mua mất rồi. Lấy cái thịt mềm nhá. Đây ông ngồi đây, ông ngồi đi. Vâng. Các bạn ơi, vừa rồi thì lần là chợ phiên nhau cũng tương đối là say say rồi, mặt đỏ hết này, mình không biết uống rượu đâu, nhưng mà anh em lên thì cứ phải nhậu thôi. Giờ không biết là anh em nó chạy đâu rồi. Sau đây mình xin phép kết thúc video ở đây các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nha. Bye bye.